Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm, đó chính là chiếc tông đỡ Magic Clip trên tay mình đang cầm đây. Chiếc tông đỡ Magic Clip này mình mua hàng online ở trên mạng của nước Đức. Giá chiếc tông đỡ Magic Clip này là gần 75 eo, thì cũng tương đương tiền Việt Nam là khoảng 1 triệu 9, 1 triệu 8. Đây là hóa đơn của nó đấy, các bạn nhìn rõ không ạ? Đây, hóa đơn của nó là 74,9 eo. Để nhìn tổng thể bên ngoài thì chiếc hộp này rất đẹp, mình cảm nhận rất rất cực kỳ là sang trọng. Cái này dùng điện 220 đến 230V, tần số 50 đến 60Hz. Cái này thì mã giấy in Hungary, không biết có phải không. Mình sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ khui chiếc hộp này ra ngay bây giờ. Đấy. Đây, đang còn mình giờ mình bóc lần đầu tiên. Đây là cái băng keo của nó. Mình sẽ rọc cái băng keo này ra. Đấy. Mình rọc được kiểu băng keo rồi, mình sẽ mở chiếc hộp ra. Xem nó có những cái gì. Đây, nó có một cái tấm xốp này. Wow, đẹp quá. Đây là toàn bộ bên trong của nó. Đây là bộ cự. Đây là chai dầu. Chai dầu để xịt vệ sinh máy. Đây là bộ cự tiếp. Nhiều bộ cự quá. Khả năng cái nắp đậy. Đây là cái chiếc lược. Để mình xem của nó. Đây là có. Đây là chiếc lược của nó. Và đây là chiếc máy của nó đây. Mình sẽ cầm chiếc máy này lên. Đây, mình nhìn qua thì nó rất đâm các bạn ạ. Cầm rất rất chắc. Đây là cái nhãn hiệu của nó. Nó sản xuất ở Hungary, made in Hungary. Đây. Chứ không phải là ở Mỹ các bạn. Đâu mình, đây là chiếc máy nó. Cho mình xem có cái gì bên dưới nữa không. Đây là một cuốn sách hướng dẫn. Hướng dẫn thì hướng dẫn cái này thì mình cũng chịu vào tay. Chắc tiếng Hung hay tiếng gì ấy. Có phần có tiếng Anh nữa. Tiếng Hung này. Chắc sản xuất ở Hung, chắc tiếng này tiếng Hung. Mình cũng không quan tâm. Con này sản xuất ở Hung nha các bạn nhé. Mình không biết con này sản xuất ở Hung nó có tốt hay không. Đây là toàn bộ bên trong chiếc hộp Magic Clip. Ở dưới này là cái chữ đây, viên chữ của nó đây. Made in Hungary. Đánh giá giúp mình hàng sản xuất ở Hungary thì nó có tốt bằng hàng sản xuất ở Mỹ hay không. Và bây giờ mình sẽ cắm điện test thử xem chiếc tông đỡ này nó như thế nào, nó có chạy hay không. Và trước khi cắm điện thử thì mình sẽ nhỏ một ít dầu vào lưỡi. Mình cũng làm lần đầu này lần đầu tiên nên mình biết nó làm như thế nào. Và cũng nói với các bạn là mình không không phải là thợ cắt tóc.
Mình chỉ mua để mình chơi vậy thôi. Rồi, mình đã tra dầu xong. Và bây giờ mình sẽ cắm điện. Đây, mình bước tiếp theo mình sẽ cắm điện. Mình sẽ cắm điện. Có bạn chơi mình tí để mình đi lấy ổ cắm. Rồi, mình có ổ cắm đấy rồi. Và bây giờ mình sẽ cắm điện và mình thử test thử xem tiếng máy của nó như thế nào. Công tắc đây. Rất êm các bạn. Cầm. Đấy, mình thả nó đã chạy. Tiếng máy rất khỏe. Máy chạy rất khỏe. Vừa rồi mình đã khui chiếc sản phẩm Magic Clip này cùng với các bạn. Có bạn nào biết nhiều về sản phẩm Magic Clip này thì nhờ các bạn đánh giá giúp mình xem mình có bị mua nhầm hàng, nhái hàng kém chất lượng hay không. Các bạn yêu thích clip này thì đừng quên subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cũng như theo dõi được những video mới nhất của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.